sợ ơi. Đây kìa. Bé đi kìa. Anh kia đi ra ngoài xem nào. Tầng người tầng máu thật trẻ con. Ồ, đúng rồi. Người người. Ôi, thằng anh bị tầng bị hồ ly bắt đen. Tầng người anh chỉ tụi em nhá. Bây giờ xuống cửa đi. Người người. Anh chờ luôn. Ôi, anh em bị tầng máu ơi. Anh đứng ở bên cửa nhá. Cẩn thận đi Hiếu ơi, đừng đen Hiếu ơi. Hiếu ơi. Em cửa. Hiếu ơi. Hiếu ơi. Ôi. Hồ ly anh ơi. Anh đem cái thổ, đem cái cưa, đem cái cưa nhanh. Cưa. Ôi, nó tới nhà anh ơi. Đưa em nhanh. Nhanh cái điếu ơi. Ôi, nhìn nó bánh à. Ôi, nó thổ hại thủ bên dưới rồi. Nó thổ hại bên dưới rồi. Ôi, anh em ơi.
được ở bên dưới đấy chọc nó rồi. Anh Dương ơi, nó bé bé xuống anh ơi. Đây nó chạy đâu ạ? Anh cái thằng đưa đứa con xuống. Ui nó chạy xuống dưới nhà thôi. Đâu à. Đây rồi. Bé anh ơi. Ui bố ơi, tao sau kìa. Ui anh ăn tí thôi. Ai nào, đến làm xuống anh nhá. Ngồi dựa kìa. Cặp tóc anh nhấc xuống. Ui mẹ ơi. Ui nó xuống. Có sao anh được ngay. Để nó rồi vào tường ấy. Cưa cây được, cảm ơn cưa được ơi. Anh được ơi. Cưa cây đây. Ê, xuống xem nó có bị sao không Hiếu. Xuống xem con đây. Ui, sao tay nó tạt máu kia. Ui, sao rồi. Ui, mắt nó cửa ông sao này. Trời ơi. Ui. Trời ơi. Ui, thật là kinh lắm. Tiêu quái à. Ui, đi đây. Cô đi đây, anh cho em cửa không. Anh cho mẹ đi đây. Cô đi đâu rồi. Cô đi nhà. Anh Châu ơi nhá. Anh Châu ơi nhá. Ôi chưa được ơi. 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 Ôi chưa được. Chạy đi. Nó bị điên rồi.